Đây thì hôm nay mình giới thiệu một cái mẫu mạch hai kênh riêng biệt. Nhưng mà mẫu này mẫu mới 2023, mẫu đặc biệt ha. Mẫu mới. Mới chỗ nào? Thì nó là lập trình chống hú. USB lập trình chống hú. Xài 2IC HI810B. Trước đây nó là cô bình thường. Ở đây hiện nay đang lập trình cái chống hú có nguồn xung ha, có nguồn xung. Rồi thì đối với cái mẫu HI này thì nó công suất của nó là 60W, tổng 60W cho mỗi kênh. Ở đây là 2IC. Thì ở đây mình đang test với bát 2,5 tấc này ha, camera chép 4 inch, hai kênh mắc nhâm ly, hai kênh riêng biệt ha. Đó, đây là một vớ này, một kênh này, một vớ một kênh này. Đây đang lắp cho cái ổ mít 7795770 ha. Đây đây mẫu mạch thu của micro này, rồi đang lắp bình vô này, ok chưa. Đây Bluetooth có nhiều cái ứng dụng hay này. Đó, có nhiều cái ứng dụng hay. Đây là một số cái ứng dụng cho thuyết trình ha. Thì khi mình sử dụng keo cơ thì ít ai dùng. Đó. Cái thuyết trình giảng dạy hay gì đó thì người ta sử dụng nhiều. Đây mod này, ghi âm này, nút ưu tiên mic này, tới lui ha. Rồi ok, thì đây mình sẽ tiến hành test cho các anh em xem cái tiếng micro dạng lập trình nó có mượt hay không ha. Đây ok chưa. Rồi test trên mic 795 một hai năm sáu năm sáu tám chín mươi một hai năm sáu năm sáu năm sáu. Ok thì các anh em phải phân biệt được cái tiếng micro của Iserco và tiếng micro của lập trình. Tiếng nó nhẹ và mượt ha, nhẹ và mượt. Này có chống hú nha. Một hai năm sáu bảy tám chín mười một hai bốn năm sáu bảy tám chín mười. Ok chưa? Ở đây phần test nhạc ha, test nhạc thì mình test cho các anh em xem coi thử cái con HI này nó có mạnh hay không ha. Mỗi kênh có xứng đáng là 60W công suất thật hay không ha. Đây. Thank you.
tác độ nhẹ ha, để kiểm chứng cho các anh em xem Eco lập trình nó mượt đến mức độ nào ha. Đây. Phép anh các anh em sử dụng điện bình hoặc là điện 220 ha, đều được ha. Đây mình đang test điện bình. Thì đối với cái mẫu mạch này nó cho phép mình sử dụng là 2 tấc đôi hoặc là 2,5 tấc đôi ICHI8110B 60W mỗi kênh ha. Đây hai IC riêng biệt ha. Ok thì mình kết thúc video tại đây ha.